Chiến lược gia đầu tư. Kinh tế Mỹ sẽ chứng kiến nhiều thứ đổ vỡ hơn nữa nếu Fed không sớm hạ lãi suất. Một chiến lược gia đầu tư tin rằng việc Fed không sớm hạ lãi suất có thể gây ra nhiều đổ vỡ trong nền kinh tế Mỹ vào năm 2025. CNBC dẫn nhận định của ông Alap Kassam, trưởng bộ phận chiến lược đầu tư tại EMEA, nói rằng các cơ chế cổ điển với chính sách tiền tệ đã không còn vận hành trơn tru như trong quá khứ. Điều đó có nghĩa là bất kỳ sự thay đổi nào từ Fed giờ đây cũng mất nhiều thời gian hơn mới có thể phát huy tác động tới nền kinh tế thực. Lý giải cho sự thay đổi này, ông Kassan cho rằng các khoản thế chấp của người tiêu dùng Mỹ vốn được neo ở một mức lãi suất cố định mà phần nhiều được hưởng lợi từ chính sách lãi suất thấp trong kỷ nguyên COVID-19. Tương tự, nhiều khoản vay của các doanh nghiệp Mỹ được neo với lãi suất thấp trong kỷ nguyên tiền rẻ trước đây. Như vậy, tác động của việc duy trì lãi suất cao hơn khó được cảm nhận bởi những người đi vay này cho tới khi họ cần tái cấp vốn. Vấn đề là, nếu mức lãi suất hiện nay được duy trì đến năm 2025, khi các khoản vay dài hạn dựa trên lãi suất thấp cần tái cấp vốn, chúng ta sẽ bắt đầu thấy nhiều thứ đổ vỡ hơn nữa, ông Kassam chia sẻ. Kỳ vọng Fed hạ lãi suất đã giảm mạnh trong những tuần gần đây, khi các dữ liệu cho thấy lạm phát vẫn dai dẳng. Không ít quan chức Fed cũng cho rằng chưa thể hạ lãi suất ở thời điểm hiện tại. Trong phát biểu hôm ngày 15 tháng 4, Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly nói rằng không có gì phải vội trong việc hạ lãi suất khi mà nền kinh tế và thị trường lao động tiếp tục có dấu hiệu mạnh mẽ, còn lạm phát vẫn ở mức trên mục tiêu 2% của Fed. Trước đây, thị trường cho rằng Fed sẽ 3 lần hạ lãi suất trong năm nay, với lần đầu tiên diễn ra trong tháng 6. Tuy nhiên, một loạt ngân hàng lớn, bao gồm cả Bank of America và Deutsche Bank, đều đã hạ dự báo của mình. Tuần trước, các ngân hàng cho rằng Fed sẽ chỉ giảm lãi suất một lần vào tháng 12 năm 2024. Những gì đang diễn ra ở Mỹ trái ngược so với ở châu Âu, khi mà Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB dự kiến sẽ giảm lãi suất vào tháng 6. Tuy nhiên, Morgan Stanley cho rằng ECB sẽ chỉ giảm lãi suất 75 điểm cơ bản trong năm 2024, thay vì 100 điểm cơ bản như trong các dự báo trước đó. Một khi Fed cắt giảm lãi suất sớm, giá nhà sẽ tăng vọt 20% lên 12,6 tỷ đồng một căn. Người mua nhà ở nền kinh tế số 1 trên thế giới rơi vào thế khó. Một chuyên gia cho biết giá nhà trung bình ở Mỹ có thể lần đầu tiên vượt qua 500.000 đô la. Một chuyên gia về nhà ở cho biết giá trung bình của một ngôi nhà ở Mỹ có thể tăng vọt lên hơn 500.000 đô la, khoảng 12,6 tỷ đồng Việt Nam, nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cắt giảm lãi suất mà không chờ lạm phát hạ nhiệt. Bill Poole là CEO của công ty cổ phần tư nhân đầu tư và các công ty sản phẩm xây dựng Poole Capital. Ông chia sẻ với Fox Business: "Tôi dự đoán nếu lãi suất giảm, giá nhà đất sẽ tăng vọt. Theo tôi, mọi người có thể thấy giá nhà tăng 5, 10, 20%. Dữ liệu của Fed San Luis cho thấy giá nhà trung bình ở Mỹ đã tăng hơn 1/3 trong vòng 5 năm qua, từ 313.000 đô la vào đầu năm 2019 lên 418.000 đô la vào quý trước. Với mức tăng 20%, giá nhà sẽ chạm ngưỡng kỷ lục là 501.000 đô la. CEO Poole giải thích rằng những người muốn sở hữu nhà có thể phải đối mặt với hai vấn đề. Đó là nếu Fed tiến hành cắt giảm lãi suất trước khi lạm phát giảm, chi phí nhà ở và nhu cầu nhà ở sẽ tăng. Giá cả và lãi suất. Giá nhà tăng vọt do chi phí từ đất đai, xây dựng đến nguyên vật liệu và đồ nội thất đều tăng. Lạm phát đã tăng vọt lên 9%, mức cao nhất trong 40 năm vào mùa hè năm 2022. Tình trạng này khiến Fed phải tăng lãi suất chuẩn từ mức gần bằng 0 lên hơn 5%. Fed tăng lãi suất để hạn chế chi tiêu, tuyển dụng và đầu tư, đồng thời tăng chi phí đi vay. Điều này thường sẽ làm nguội nhu cầu và kìm hãm tốc độ tăng giá. Dữ liệu của Fed San Luis cho thấy, việc tăng lãi suất đã nâng lãi suất thế chấp cố định kỳ hạn 30 năm từ khoảng 3% vào cuối năm 2021 lên gần 8% vào tháng 10 và vẫn ở mức cao 6,8% trong tháng 2. Những người có ý định bán nhà đã quay xe vì không muốn mất mức lãi suất thế chấp thấp mà họ đã chốt. Điều này gây ra tình trạng thiếu nguồn cung nhà ở và đẩy giá tăng cao. Ngoài ra, còn có một cuộc khủng hoảng về khả năng chi trả. Những người mua nhà tiềm năng đã ngần ngại trả một số tiền lớn để mua nhà, rồi phải gánh khoản nợ thế chấp hàng tháng khổng lồ vì lãi suất cao. CEO Poole cho biết,
Lãi suất giảm có thể thúc đẩy nhu cầu nhà ở tăng, nhưng nguồn cung vẫn còn hạn chế. Trong khi đó, giá nhà vốn đã cao vì chi phí xây dựng và bảo trì nhà ở đắt đỏ sẽ lại càng cao hơn khi đột nhiên có nhiều người muốn mua nhà mà số lượng nhà ở có hạn. Nhu cầu gia tăng có thể khiến giá tăng, làm vấn đề về lạm phát trở nên nghiêm trọng hơn. Vì lạm phát vốn đã tăng trong vài tháng qua lên 3,5% trong tháng 3, cao hơn nhiều so với mức mục tiêu 2% của Fed. CEO Poole không phải là người duy nhất cho rằng sẽ có sự bùng nổ về nhu cầu mua nhà. Ông trùm bất động sản và là nhà đầu tư sa tăng Barbara Corcoran cũng dự đoán giá sẽ tăng vọt nếu lãi suất giảm dù chỉ 1 điểm phần trăm. Tỏa sáng như kim cương, thứ kim loại này có thể đạt $3,000 một ounce trong sớm nhất là nửa năm tới. Giá vàng đang tiếp tục dao động quanh ngưỡng kỷ lục sau khi căng thẳng bùng phát tại Trung Đông, khiến các nhà đầu tư chọn vàng thỏi làm hàm trú ẩn an toàn. Hôm ngày 15 tháng 4, giá vàng đã lên tới $2,383 một ounce. Nhiều người cho rằng giá vàng có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới, và Citi cũng đồng quan điểm đó. Đà tăng gần đây của giá vàng được hỗ trợ bởi sức nóng địa chính trị và một vài yếu tố khác, Citi nhận định. Nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn tăng lên sau những căng thẳng ở Trung Đông, khi Iran sử dụng hơn 300 máy bay không người lái và tên lửa không kích đáp trả Israel. Nhà nước Do Thái cũng khẳng định sẽ đáp trả tương xứng với động thái của Iran, điều khiến cho thị trường căng mình theo dõi. Bartosz Sawicki, chuyên gia phân tích thị trường tại công ty dịch vụ tài chính Canotosia Fintech cho biết, một cuộc trả đũa với quy mô đáng kể có thể khiến xung đột lan rộng hơn. Viễn cảnh này kích thích nỗ lực mua thêm vàng, khiến dầu tăng giá cũng như đẩy đồng đô la mạnh hơn. Với bối cảnh đó, Citi dự báo giá vàng sẽ đạt $3,000 một ounce trong vòng 6 đến 18 tháng tới. Vàng, vốn được coi là hàng rào chống lạm phát, có xu hướng tăng tốt hơn trong thời kỳ kinh tế bất ổn và các nhà đầu tư tránh xa các loại tài sản rủi ro hơn như là cổ phiếu. Vàng thỏi đạt mức cao nhất mọi thời đại là $2,448 một ounce vào ngày thứ 6 tuần trước. Vàng thường có mối quan hệ đảo nghịch với lãi suất. Khi lãi suất giảm, vàng trở nên hấp dẫn hơn so với các tài sản có thu nhập cố định như trái phiếu, vốn mang lại lợi nhuận thấp. Dù triển vọng hạ lãi suất của Mỹ đã giảm xuống do các số liệu kinh tế tốt, nhưng triển vọng của giá vàng vẫn là điều mà các nhà phân tích lạc quan. Không chỉ Citi, Goldman Sachs cũng đánh giá cao tiềm năng tăng giá của thị trường vàng, thậm chí còn gọi cú tăng giá là không thể lay chuyển. Họ dự báo giá vàng tăng lên $2,700 vào cuối năm nay. Chủ tịch Fed Jerome Powell lên tiếng sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến để đạt mục tiêu lạm phát và cắt giảm lãi suất. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell cho biết lạm phát liên tục tăng tạo ra sự thiếu chắc chắn mới về lộ trình cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương trong năm nay. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết nền kinh tế Mỹ vẫn chưa cho thấy dấu hiệu lạm phát sẽ quay trở lại mức mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương. Ông chỉ ra rằng có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến mới đến lúc phù hợp để cắt giảm lãi suất. Chúng tôi đã phát biểu tại FOMC, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang rằng chúng tôi cần có thêm niềm tin lạm phát đang giảm bền vững về mức 2% trước khi nới lỏng chính sách. Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu trong một diễn đàn chính sách tập trung và quan hệ kinh tế Mỹ-Canada vào ngày 16 tháng 4. Chủ tịch Fed nói thêm, dữ liệu lạm phát gần đây rõ ràng không mang lại cho chúng tôi niềm tin lớn hơn. Thay vào đó, chúng cho thấy rằng có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến để đạt được niềm tin đó. Kể từ tháng 7 năm 2023, Fed đã duy trì lãi suất chuẩn trong phạm vi từ 5,25% đến 5,5%, mức cao nhất trong 23 năm. Đó là kết quả của 11 lần tăng lãi suất liên tiếp bắt đầu từ tháng 3 năm 2022. Sau cuộc họp chính sách tháng 3, các quan chức FOMC có đề cập đến lộ trình cắt giảm lãi suất 3 đợt trong năm 2024. Nhưng thời điểm thực hiện việc cắt giảm lãi suất vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ và là tâm điểm của nhiều cuộc tranh luận. Điều này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ bền bỉ và lạm phát cao hơn dự kiến. Ông Powell nói thêm rằng Fed cũng sẽ không xem xét việc tăng lãi suất. Thay vào đó, ông cho biết các quan chức sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại trong thời gian cần thiết nếu lạm phát tỏ ra cứng đầu hơn. Ông cũng cho biết Fed sẵn sàng cắt giảm lãi suất nếu nền kinh tế đang chậm lại. Phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell được đưa ra sau khi chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 3 của Mỹ cao hơn dự kiến. Thị trường đã bớt kỳ vọng rằng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 6. Các nhà đầu tư hiện dự báo đợt cắt giảm đầu tiên có thể diễn ra vào tháng 9,
thậm chí có người cược rằng sẽ không có đợt cắt giảm nào trong năm nay. Những gì Chủ tịch Fed phát biểu nêu bật khoảng cách ngày càng lớn giữa Fed và các ngân hàng trung ương lớn khác. Cũng trong ngày 16 tháng 4, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB Christine Lagarde cho biết các nhà hoạch định chính sách vẫn đang trên lộ trình cắt giảm lãi suất miễn là không có cú sốc lớn từ Trung Đông hoặc các điểm nóng địa chính trị khác. Bà Lagarde cho biết ECB đang quan sát quá trình lạm phát giảm phù hợp với các dự báo. Điều này khiến họ tin rằng lạm phát khu vực đồng euro sẽ đạt được mục tiêu 2% vào năm tới, dù cho con đường đó có thể gập ghềnh. Cả hai ngân hàng trung ương đều tăng lãi suất nhanh chóng trong năm 2022 và năm 2023 để kìm hãm đợt lạm phát nghiêm trọng. Tuy nhiên, nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ hơn, đồng nghĩa với việc áp lực giá cả vẫn lớn hơn so với ở châu Âu.